Tại triển lãm International Auto Show 2023 đang diễn ra tại Indonesia, Toyota đã trưng bày mẫu SUV hạng B Toyota Yaris Cross 2024, đối thủ cạnh tranh với Honda HR-V. Xe dự kiến sẽ được bán ra tại Việt Nam trong quý 3 năm nay. Indonesia là trung tâm sản xuất của Toyota Yaris Cross mới và sẽ xuất khẩu mẫu xe này sang các thị trường châu Á và Nam Mỹ, dự kiến bao gồm cả Việt Nam. Xe có chiều dài tổng thể 4.310mm và rộng 1.770mm, nhỏ hơn so với mẫu xe Honda HR-V. Chiều dài cơ sở 2.620mm của Toyota dài hơn 10mm so với của Honda, và khoảng sáng gầm xe 210mm của Yaris Cross cao hơn so với HR-V là 196mm. Điều này có nghĩa là Yaris Cross có thể đối đầu trực tiếp với HR-V, điều mà Toyota Yaris nhỏ hơn không thể, vì nó nhỏ hơn một chút. Tại Indonesia, Toyota Yaris Cross 2024 được phân phối với 3 biến thể G, S và SHV, đi kèm giá bán dao động từ 547 đến 687 triệu. Đối với các bản G và S, sức mạnh đến từ động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít sản sinh công suất 106 mã lực và mô men xoắn 138 Nm kết hợp với hệ dẫn động cầu trước và hộp số tự động CVT, với bản G có tùy chọn hộp số sàn 5 cấp. Phiên bản SHV là bản hybrid sử dụng kết hợp động cơ xăng hút khí tự nhiên 1.5 lít sản sinh công suất 91 mã lực và mô men xoắn 121 Nm với một động cơ điện mạnh 80 mã lực và mô men xoắn 141 Nm. Về trang bị, bản G có la răng hợp kim 17 in, đèn pha LED, đèn sương mù phía trước, cụm đồng hồ đo kỹ thuật số 7 in, hệ thống thông tin giải trí 9 in, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay không dây, phanh tay điện tử với tính năng tự động giữ phanh, điều hòa chỉnh tay, ghế ngồi bọc vải, 6 túi khí, giám sát điểm mù, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe trước sau và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Bản S bổ sung thêm mâm hợp kim 18 in cốp sau chỉnh điện rảnh tay, ghế lái chỉnh điện, lẫy chuyển số, các chế độ lái Eco, Normal, Power, camera hành trình, ghế bọc da, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 10 in và màn hình toàn cảnh. Toyota Safety Sensors và đèn pha tự động là trang bị tiêu chuẩn. Biến thể SHV hàng đầu còn bổ sung thêm cửa sổ trời toàn cảnh với tấm che nắng chỉnh điện, màn hình hybrid dành riêng cho hệ thống thông tin giải trí, sạc điện thoại không dây và hệ thống đèn viền nội thất. Ngoài ra, xe còn được cung cấp GR Pass Aero Package, bổ sung thêm những điểm nhấn trang trí lưới tản nhiệt phía trước, trang trí cản sau và cánh lướt gió phía sau.